quan hỷ, họ tập vui mừng, rộng rầm rộng cửa, kính tiếp tân lang tân nương. Sen là sen, lài là lài, không thể lẫn tạp. Mở tiết mai, vợ của cậu Hai Phước vừa mới tới đó giúp. Ngó bộ, cậu Hai Phước thích mở tiết mai rồi. Tôi là vợ cậu, sao cậu cứ kêu tôi là chị hoài? Cậu ai mới đi mát mà. Cốt cách châu con nhà hội đồng, không phải hạng chân lắm tay bùn. Đừng lặp lại lần thứ hai. Tại sao trong cái nhà này cái gì mà không phải nhẫn nhịn hả chị? Cùng lắm thì con đưa mắt ra khỏi nhà thôi. Thiện kiếp!